Khoảng 12 giờ trưa hôm qua, Công an phường 4 phối hợp đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an thành phố Vị Thanh bắt quả tang hai đối tượng P 22 tuổi và S 25 tuổi tạm trú phường Long Tuyền, quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ có hành vi trải tờ rơi cho vay lãi nặng trái quy định. Qua kiểm tra phương tiện, lực lượng công an thu giữ trên 300 tờ rơi có nội dung cho vay tiền góp cùng thông tin số điện thoại liên hệ. Bước đầu, hai đối tượng khai nhận đã 3 lần xuống thành phố Vị Thanh để trải tờ rơi. Công an thành phố củng cố hồ sơ xử lý theo quy định pháp luật. Cũng trong hôm qua, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hậu Giang cho biết vừa điều tra khám phá nhanh vụ báo tin mất trộm 60.000 đô la Mỹ. Trước đó, vào sáng ngày 1 tháng 5, một nữ Việt kiều Mỹ đến công an xã Đông Phú, huyện Châu Thành báo bị mất trộm số tiền vừa nêu cùng 5 triệu đồng, một điện thoại di động và một số giấy tờ tại nhà ở ấp Phú Lợi, xã Đông Phú. Qua điều tra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phát hiện Lê Minh Trang, sinh năm 1969, trú tỉnh Cà Mau, là người làm vườn thuê cho bị hại, có biểu hiện nghi vấn nên mời về làm việc. Biết không thể che giấu, đến chiều cùng ngày, Trang thừa nhận hành vi phạm tội và bước đầu khai được chủ tin tưởng nhiều lần gửi tiền về Việt Nam nhờ đối tượng giữ giùm. Tuy nhiên, Trang nảy sinh lòng tham chiếm đoạt của chủ 47.000 đô la Mỹ để dùng vào mục đích cá nhân. Gần đây, khi nữ Việt kiều về nước, sợ sự việc bại lộ, vào sáng ngày 1 tháng 5, Trang tiếp tục lấy trộm tiền, điện thoại và giấy tờ của chủ, đem giấu trong bụi cây gần nhà, rồi tạo hiện trường giả để chị này tin số tiền gửi đối tượng giữ trước đây cũng bị mất trộm hết. Trong chiều ngày 1 tháng 5, cơ quan công an thu giữ được số ngoại tệ và tiền Việt Nam, ước tính tổng trị giá khoảng 300 triệu đồng cùng một số vật dụng tại nơi Trang cất giấu. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Hậu Giang ra quyết định tạm giữ hình sự Lê Minh Trang vì hành vi trộm cắp tài sản để tiếp tục điều tra làm rõ.